Mitsubishi Outlander 2019 số sàn. Và điều đặc biệt hơn nữa là bạn này mới có 9.000 km, giá thì là chỉ có 400 mấy chục triệu thôi, rất thích hợp với kinh doanh cũng như là xài gia đình. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của Hiền Toyota nhé. Và chúng ta cùng tìm hiểu xem bạn này như thế nào nhé. Kiểu dáng bên ngoài của bạn ấy đây, trông rất là thanh gọn. Mitsubishi Outlander 7 chỗ, nước sơn zin 100%. Bạn này đang được rất nhiều các bạn mà kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm, tại vì giá thành của bạn ấy rẻ và lại tiết kiệm nhiên liệu. Đây là phiên bản số sàn nha các bạn. Đó, bản mới như thế này cơ mà, mới có 9.000 km. Đèn trước đây. Mình đang nổ máy đó, mà tiếng máy êm không? Xe mới có 9.000 km thôi. Các cái đèn của các bạn còn mới nguyên, tại vì 9.000 km thì xe mới lắm. Outlander có một cái ngoại hình ở phía trước rất là đẹp. Hôm qua mình có làm một clip về xe Fortuner và mình cũng chỉ quay qua màn ảnh này và một số bạn đã đặt cọc. Và chúng ta xem nội thất của bạn ấy như thế nào nhé. Nước sơn zin. Cái mùi xe vẫn còn mới tinh. À, bạn thấy những cái đường nét còn khá là mới. Đồng hồ Audio đây nha các bạn, 9.094 km, đã trang bị màn hình Android, nệm da. Giá của bạn này bữa nay mình đang bán là 480 triệu và giá này cũng có khuyến mãi số sàn. Cái trên đây người ta còn bọc ni lông nè, bọc trần 3D nè. Xe trang bị khá là nhiều option và khá là đẹp. Xe đúng chất, 9.000 km. Nội thất phía sau này các bạn, phía sau hàng ghế sau cùng này. Xe này 7 chỗ, số sàn, tiết kiệm nhiên liệu. Cái cơ bản là đầu tư ban đầu không quá cao, mau thu hồi vốn. Sơn zin này, các đường mí còn nguyên nữa. Nếu mà các bạn mua, có một số bạn muốn qua ngân hàng thì chỉ cần 100 mấy là mình có thể lấy được xe rồi. Xe này chạy dịch vụ thì kinh tế lắm, nhất là các bạn chạy Grab. Xe đảm bảo nhé, còn zin 100%. Xe này biển số thành phố nè. Bạn chỉ tốn khoảng tầm chưa tới 10 triệu tiền sang tên. Giá 480 triệu, giá này còn khuyến mãi nha các bạn. Mình có thể giảm cho các bạn 10 triệu. Rồi. Xe đẹp quá. Còn thơm mùi mới luôn. Các sùng chỉ còn nguyên zin. Mới tới từng con ốc. Các bạn muốn xem xe thì hãy gọi điện cho Hiền nhé.
0908666999 hoặc 0902666999. Gọi trực tiếp và mình sẽ bán cho các bạn với mức giá đặc biệt nhất cho các bạn đang ủng hộ kênh. Rồi, cuối tuần rồi, xin chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và chúng ta tiếp tục theo dõi những clip hoặc là những sản phẩm tiếp theo các bạn nhé. Xin cảm ơn. Chúc các bạn buổi chiều thứ bảy thật vui.